Chola xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm hoa cẩm chướng vẽ viền cánh, một loại hoa tượng trưng cho tình yêu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nhé. Để làm hoa cẩm chướng này, chúng ta sẽ cần giấy gỗ là 1,5 và nhân cho 4 cm. Khi các bạn cắt cánh, các bạn cắt cho cái cánh nó không có nhọn nha, mà nó bầu. Để làm cẩm chướng vẽ viền cánh là chúng ta cần màu. Ở đây hôm nay mình sẽ dùng cái màu tím tím. Cọ vẽ cái khay để đựng màu, và chúng ta cần một ít nước ha. Một ít nước như này cho thấm ướt cọ. Và các bạn vẽ phớt. Bạn nào thích vẽ, nó có nhiều mẫu hoa cẩm chướng, bạn nào thích vẽ ít thôi thì chúng ta vẽ ít, thích nó nhạt thì chúng ta vẽ ít thôi. Hai bên chúng ta vẽ cả hai mặt cánh. Chúng ta cần chuẩn bị là 25 cánh hoa. 25 cánh. Bây giờ chúng ta sẽ vuốt cánh. Các bạn kéo giãn cánh lên, bạn nhúng đầu cánh. Các bạn có thể dùng vuốt một lúc hai cánh hoa. Các bạn cứ kéo cho cái cánh nó ngang đây chẳng hạn, rồi chúng ta nhúng đầu cánh và vuốt hết 25 cánh y như vậy luôn. Sau khi vuốt xong 25 cánh hoa, bây giờ chúng ta sẽ kết. Kết hoa cẩm chướng rất là đơn giản. Các bạn kết nó thật là tự nhiên, thoải mái. Những cái cánh ở trong là chúng ta tính ra lại. Nó sẽ quay ra quay vô, nhưng mà các bạn sẽ như là gấp nó lại vậy, nhúng cái cánh ra, cái tấm lại một cánh như vậy, và các bạn đặt nó vô. Sau khi kết được 10 cánh, mình sẽ dùng kẽm giấy 26. Chúng ta cột lại. Và ở đây là chúng ta dùng kẽm nhựa nhỏ.
các bạn dùng sáp, các bạn xe cho cái hoa nó dính vô trong một điểm nhỏ nhỏ, xe từ ở phần dưới đây để lát nữa chúng ta dán keo súng ở trên đây ha. Nếu như mà xe sáp cao lên thì keo súng dán nó sẽ không có ăn, nó sẽ không có dính vô. Và chúng ta còn 15 cánh hoa thì các bạn hoa keo súng ngay cái phần mà chúng ta cột kẽm. Hoa cẩm chướng thì các bạn cứ tết cho nó thoải mái, cứ tự nhiên. Những cái cánh 10 cái cánh cuối cùng thì mình sẽ cho nó nở ra. Ví dụ các bạn kết vô này và các bạn túm nó lại để cho cái cánh nó cong. Các bạn thấy cái hoa của mình kết cánh nó không nhất thiết nó phải đều đều nhau, nhìn nó tự nhiên nó mới đẹp. Chúng ta đã kết 15 cánh, còn 10 cánh còn lại chúng ta sẽ chia làm hai, mỗi lớp là 5 cánh. Và 5 cánh này là các bạn sẽ kết cho nó nở. Các bạn nhớ khi kết cẩm chướng thì những cánh ở ngoài á, các bạn cứ cho nó hơi cao cao lên một tí nha, cao những cái lõi nó sẽ thấp. Còn 5 cánh cuối cùng chúng ta sẽ kết xen kẽ cái lớp cánh trên. Tiếp theo để gắn đài hoa chúng ta sẽ cần một khổ giấy là 5 x 5 cm. Và các bạn bấm xén 1 cm. Sau đó các bạn sẽ dùng giấy ha, các bạn thoa một miếng keo và các bạn quấn cái giấy này xung quanh. Thank you.
chúng ta gắn một cái đài phụ, kích thước là 2,5 nhân cho 5. Chúng ta xe sát. Lá hoa kích thước là 1 nhân cho 6 cm. Lá cẩm chướng thì các bạn cắt rất là đơn giản nha. Sau khi đã có lá rồi thì chúng ta sẽ xe lá vào thân hoa. Các bạn cắt một đoạn khoảng từ 5 tới 7 cm. Phía trên một cái nấc lá là các bạn sẽ xe một cái khoảng chừng 3 vòng sát để có một cái nấc tròn như vậy. Lá dưới thì xen kẽ với lá trên.
chúc các bạn sẽ làm được cho mình những cái bóng hoa xinh xắn như thế này. Cảm ơn các bạn theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.